Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm phát thảo những nét đầu tiên cho thời kỳ nắm quyền của mình bằng cách trình bày viễn kiến về sự lãnh đạo của Đảng và về sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ. Trong một bài viết được truyền thông nhà nước đăng tải đồng loạt hôm 16 tháng 9, ông Lâm viết: "Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên đang đặt ra cấp bách." Ông xác nhận vị trí trung tâm của Đảng trong hệ thống chính trị, nói rằng cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ngày càng khẳng định sự phù hợp và tính ưu việt, được tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Ông cũng thừa nhận những tồn tại và hạn chế mà phần lớn nằm ở khía cạnh hành chính và tổ chức và đề xuất những công tác trọng tâm để hoàn thiện. Có thể hiểu như thế nào về những điều ông Lâm nêu ra? Những cái ý tưởng, những cái vấn đề nêu trong đó thì nó không có gì mới cả. Ngay cả chính trong cái cụm từ là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thì cái cụm từ nó không phải là cụm từ mới đâu. Nó hầu như nó hàng thập kỷ qua thì những cái văn kiện hoặc là những cái bài viết của các nhà lãnh đạo của Cộng sản họ vẫn thường xuyên nhắc nhở cái điều này. Thực sự nếu hỏi bài viết này có gì mới lạ hay không và có thu hút sự quan tâm hay không thì câu trả lời là không. Bình cũ và rượu mới thôi. Đây chỉ là cái lời khẳng định, hay nói chính xác hơn là ông Tô Lâm đang muốn trình diễn với chính các đảng viên, những người đang ngồi chung trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị cho chuyến tham dự cuộc họp của UN tại Hoa Kỳ này sắp tới. Đây là màn chào sân mà Quỳnh không nhìn thấy là nó sẽ có sự thay đổi. Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào đầu tháng 8 sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông cũng kiêm chức vụ Chủ tịch nước được Quốc hội bầu chọn trước đó vào tháng 5. Con đường thăng tiến nhanh chóng đáng kinh ngạc của ông từ vị trí Bộ trưởng Công an đã khơi lên những câu hỏi về việc ông sẽ sử dụng quyền lực của mình ra sao trong thời gian tới, trong tư cách nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Qua bài viết mới nhất này, các nhà quan sát nhìn thấy những chỉ dấu sơ khởi về đường hướng mà ông Lâm có thể đang nhắm tới. Từ xưa tới giờ, Việt Nam chỉ có một đảng thôi. Và đảng đó là đảng duy nhất tự cho mình vai trò là cầm quyền và lãnh đạo. Nhưng tại sao trong cương vị vừa là Tổng Bí thư vừa là Chủ tịch nước mà ông Tô Lâm lại phải một lần nữa nhắc nhở các đảng viên rằng là thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng? Vì ngay mở màn Hồ Chí Minh nói đảng cầm quyền đi, ngoài đảng ra ai có thể cầm quyền nữa, mà đảng viên phải mà Tổng Bí thư phải nhắc nhau là thống nhất nghiêm phương thức lãnh đạo của đảng. Thì từ cái chỗ này mình có thể nhìn ra một cái hiện trạng khác ở bên trong đảng, đó chính là hiện nay dưới vỏ bọc Đảng Cộng sản thì cái hình thức quản trị, quản lý xã hội nó không phải là hình thức đảng cầm quyền mà nó là hình thức công an trị. Ngày xưa là đảng trị, bây giờ là công an trị trong đảng trị, qua các cái chiến lược chống tham nhũng, qua những vụ việc tham nhũng hết sức là đình đám. Thì văn bản này ít nhất nó cũng là một cái lời trấn an đối với những cái đối tượng mà trong đảng họ vẫn giữ cái tinh thần giáo điều, giống như là ông Nguyễn Phú Trọng khi mà còn sống cũng giữ gìn cái điều đó. Thì ít nhất là qua cái bài này nó trấn an đối với họ rằng sẽ không có cái sự gì thay đổi cả đâu. Đảng Cộng sản vẫn giữ cái quyền lực chính trị một cách tuyệt đối, không san sẻ, không chấp nhận cái sự đa nguyên, đa đảng gì cả, cũng như là sự cải tổ về chính trị. Nhưng mà mặt khác, cái tên gọi của nó rằng là nó có nhắc đến cái vấn đề là đổi mới cái phương thức lãnh đạo, thì nó mơ hồ, nó gieo cho những cái người mà chờ đợi sự cải cách một cái lòng tin là sẽ có cái điểm gì đó nó thay đổi. Nhưng mà tôi cho rằng là như tôi đã phân tích và nhận định, thì trong tương lai gần thì cái điều đó nó sẽ không có đâu, không có sự chuyện gì thay đổi cả đâu. Nhưng mà ông Tô Lâm là một người thực tế thì ông ấy sẽ có cái sự thay đổi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy điều đó ít nhất là ngoài phạm vi 5 năm. Đại hội Đảng lần thứ 14,
Một sự kiện chính trị trọng đại mà trong đó Tổng Bí thư sẽ được bầu chọn, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Ông Tô Lâm được dự đoán là ứng viên hàng đầu cho chức vụ đầy quyền lực này.